đây là không có đúng rồi, hết cái chu kỳ 2.000 năm này đâu, nhắn ổng sẽ trước trước 2.000 năm này, nhưng mà thầy nói trong 2.000 năm là sử biến Thất Sơn rồi, trong 2.000 năm này nè là sử biến Thất Sơn mà không biết nó qua cái đoạn nào. Bởi vì tới 2.999 rồi đó là nó vẫn còn là 2.000, cho nên đồng đạo chúng ta phải nhớ rằng đó, cảnh tượng thê lương ở đây đó, máu xương sông núi ở đây đó, chúng em xin nói với quý vị đấy, chúng tôi tin tưởng rằng không có phải tới đó đâu. Bởi vì trong một giáp à, quý vị biết không, ông đức thầy mình nói trong đó đó là trong một giáp ân cần suy tính, muốn làm hiền ráng nhịn đừng than, đến nay là buổi tai nạn hen, là đến nay là buổi khoa tràng minh dương xuất thế đó. Thì quý vị biết không, là tất cả những cái mãnh hổ thú lang ác này kia nọ hen, trên núi đó bay xuống chạy xuống này kia nọ là để mà giết hại là những người tu hết trơn, những người mà không có tu đó hen, chết khổ thảm lắm. Thay nằm như thể làng can, mà trong cái giảng xưa cái ông ba nó nói rồi, ủa thầy Tây An nói đó, thân thay nằm như thể làng can à, thấy không, phải như bây giờ mà chết ở nước này nhóm cho nước kia nhóm, cái gì không có thấy thân thay người ta chết khổ. Thưa với cô bác anh chị đó, thì trời xưa người các vị mà Bồ Tát á, các vị mà lâm phàm độ thế đó, thì người ta thường có nhắc nhở cho cái cô bác anh chị mình biết rằng cái đó đó là những cái điềm ba điềm mà trời Phật đã báo trước cái cảnh đời hạ nguyên là sẽ sắp là có sự biến chuyển thay đổi. Cho nên là như là bên Cao Đài giáo hoặc là bên Thiên Chúa giáo cũng thế mà thôi. Các ngài nói rằng nếu mà tất cả nhân loại nhân sinh ở trên thế gian này, nếu ai muốn biết, nếu đồng đạo mà muốn biết được và tu tập đó, thì hãy nhìn lại cái sự là thay đổi những cái những cái điềm mà để cho thấy như nào là động đất nè, rồi nào là mưa bão, rồi nào là cảnh giới khổ đau gì đó, thì dần dần thì đó là cái cảnh thảm họa sắp sẽ xảy đến cho nhân loại ở nói chung. Là Đức Thầy đã nói đó, chứ không phải là mình nói, là Thầy nói rằng khắp thế giới, mà quý vị biết không, Thầy nói khắp thế giới mà cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt mới lập đời trở lại. Nếu có cái việc mà biến thiên địa biến địa, hay là chuyển biến những cái hải hùng đau khổ đó, là cái cảnh tượng mà sẽ xảy đến cho nhân sinh, không phải là nước Trung Quốc không, mà cả là thế giới. Cũng như mình thấy đó, thì Đức Thầy khuyên đó, cái này Đức Thầy khuyên thì khuyên mình đó, thì chắc chắn là quý vị biết rằng ở Trung Quốc ngày xưa đến giờ không có cái sự mà thiện cảm rồi. Vì Đức Thầy nói là Bắc Kỳ Trung Quốc chấp ganh, sao không là xem sao sao không coi đó tu hành hiền lương, cá không ăn muối có ương đó. Là quý vị biết không, là cái người của nước Trung Quốc ngày xưa đó, thì quý vị biết cái sự là tàn ác của các vị vua chúa ngày xưa. Như gần đây nhất là quý vị thấy rằng Tần Thủy Hoàng đi, rồi ông vua Tần Thủy Hoàng thì cái tâm cũng muốn là gồm thâu lục quốc, mà hôm nay nghe là bà là tổng thống của bên đó là Đài Loan đó, bà nói là cái máu mà xâm chiếm đất nước của người ta đó, mà hôm nay Tập Cận Bình đã làm đó, thì chẳng khác nào như là cái dòng máu của vua Tần Thủy Hoàng ngày xưa vậy. Cho nên đó là cái đó là một cái để là thảm họa sẽ sắp xảy đến cho dân của miền miền ở ngoài Trung Quốc. Mà quý vị biết tới giờ không phải mới 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 có một một năm nay thôi nha, mà coi như là em cháu đã coi trên đài rồi, là từ cái ngày mà bệnh dịch tới giờ đó, bệnh dịch tới giờ đó mới đây này, năm nào cũng có xảy đến những cái trận mưa bão cái này kia, như nào là mưa nhiều quá cái rắn rít ở trên núi xuống,
thì cái mưa nhiều quá cái là sụp nhà, lỡ nhà, đất cát thì tiêu hết trơn trọi. Nhưng mà cái mà sự tham chiến của là người là đứng đầu của Trung Quốc là ông Tập Cận Bình đó, thì ông không có sợ gì hết á. Ông chỉ luôn là làm sao mà để mà gồm thâu lục quốc mà thôi. Thì cô bác anh chị mình thấy đó, thì cái cảnh đó là cảnh để mà cho thế giới mình thấy rằng mình đừng có gì cái sự mà ham muốn quá, đòi hỏi quá cũng như người Trung Quốc vậy mà thôi. Cũng như bây giờ nước của ông đã lớn rồi, nước là tới tỷ dân nữa mà ông còn không ham chi, mà ông lấy chỗ này cũng lấy chỗ kia, thấy không? Vì thế mà Phật mới là theo mình suy nghĩ đó, thì sao đời sau này phải có rồi. Vì Đức Thầy đã nói, như tôi mới đọc qua quý vị thấy là Bắc Kỳ Trung Quốc chấp danh mà sao không coi đó tu hành hiền lương. Thứ hai là đất là Bắc Địa là dẫn câu đặc lập, mà sau này là Bắc bên là Bắc đất Bắc phải giữ lắm, cái đó là gọi là Bắc Địa mọi người, mà của Trung Quốc nó giữ lắm cô bác anh chị ơi nha. Cho nên bây giờ mình đã nhận được cái lời nói của là Đức Thầy rồi, thì mong cô bác anh chị mình hãy thấy lại những cái điềm trời của nước người ta thôi, rồi mình sẽ thấy cũng như thầy nói là mà sau này đó không phải là cái giặc mà giả sau này nó khổ có một mình Việt Nam mình đâu, mà nó cả một cái thế giới lận, chứ không phải mà khổ cả thế giới lận. Vì gì đó là chừng nào mà mình thấy được cái chiến tranh mà nó các thế giới mà nó tăng trưởng lên thêm hơn bây giờ nữa đó, thì quý vị thấy cái cuồng đời nó còn bao kết thúc hơn nữa. Cho nên bây giờ thầy nói rồi, máy thiên cơ cô bác anh chị mình nên chút biết chỗ này, máy thiên cơ mỗi phút mỗi thai nẻo thành si như thể tên bay, đường dinh nhục của mai một lát, tất cả những cái sự là biến thì chuyển ở trên cái thế gian này đó, thì cô bác anh chị mình thấy đó nhanh hơn hồi các năm trước lắm rồi. Cũng như bây giờ quý vị thấy đi, từ cái hồi năm mà bệnh dịch cuối năm 1919 đó, thì quý vị thấy rồi, Đức Thầy đã nói cho mình biết rồi, chắc là chúng sanh sắp dướng bệnh trời từ đây, rồi từ đó tới bây giờ thì cô bác anh chị mình thấy khổ không? Mà nhất là năm nay nè, em thấy nó bệnh trời, thấy là nhà nước và nhân dân cùng đồng hành để mà để lùi bệnh dịch thì có thật sự. Nhưng mà cái bệnh dịch này cô bác anh chị mình nên cần phải thận trọng hơn nữa, bởi vì cái bệnh dịch này là của trời ban xuống. Hơn nữa là quý vị thấy không, hồi xưa giờ đó, qua cái mùa tháng này đó mà quý vị thấy không, là bệnh kia là thiên thời đó, ói mửa hổng gài đó, là nước Việt Nam của mình đó là cũng nhiều người, nhiều nhân dân bị bệnh dữ lắm rồi. Nó không bệnh này thì nó tới bệnh khác, nó khổ. Cái khổ mà thầy nó khổ chứ thảm ngày nay có mấy. Để thầy ra rồi hồi năm 39 thì không có mấy ha. Mà Đức Thầy nói là rồi khổ thảm ngày nay có mấy, sợ mai sau. Tức là sợ ngày hôm nay nè, từ giữa cái thời kỳ hạ quân mà pháp này đó, là sợ ngày sau dòm thấy bay hồn. Là trừ tà gian không à, chứ không có trừ người hung đâu, cô bác gắng tu đi nha. Vì thầy nói trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu, quý vị thấy nghe cái này mới quý vị gắng cố gắng nè, cảnh sông máu núi xương tha thiết. Thì mình tu đi mình mới thấy được cái cảnh sông máu núi xương tha thiết đó, mình tu đi mình mới thấy được cái gì mà thầy đã ban lại phúc lành cho mình. Nếu mà mình muốn cái phúc lành đến cho mình đó, như thầy nói là hội long qua đó, chọn kẻ tu mi người hiền đức đặng hò chân chúa, mà cô bác anh chị mình mà không có tu á, thì làm sao mình thấy được cái hội long qua. Mà đồng đạo muốn biết được cái hội long qua thì hiện giờ đồng đạo phải gắng tu mới được đó. Bây giờ nói thật sự thì gì á, không phải đây là nói để cho quý vị ăn chắc thôi, vì trên thế gian này quý vị biết rằng dân Việt Nam mình bây giờ đó lên cũng rằng cả là hồi xưa mình có nhiều có mấy chục ngàn dân thôi, mà bây giờ mình cả là mấy ngàn dân rồi, không quý vị thấy cao lắm. Nhưng mà cái cao người thì nó nhiều lắm ha, mà một tỷ dân của bên nước trên thế giới này, những cái nhà nước giàu có đó thì toàn là tỷ dân không à. Mà Đức Thầy đã nói rồi, 100 mới đặng ấu thôi 10 người à cô bác anh chị. Trong cái sự mà chiến tranh sau này nó khổ dữ lắm, khổ luôn, thấy không? Bởi vì Đức Thầy đã nói rồi, mà
chúng tôi cũng có thường đọc qua cho cô bác anh chị mình nghe đó, là cái thầy nói là tới chừng cái để chừng sấm nổ giang thinh mà e bá tánh ăn năn đã muộn, thế mà cô bác anh chị mình bây giờ không tu đó, tới chừng sấm nổ rồi anh chị tu nên làm sao kịp cho được. Nó cũng như bây giờ mà chúng ta không có bệnh đi, thấy không? Mà chúng ta không có là lo trân trọng để mà chúng ta là hơi nhức đầu nóng lạnh cái chúng ta đi là trị bệnh trước đó. Thì tới chừng nó là kêu bằng thương hàn mà nhập vô lý rồi đó thì quý vị biết mình tu được nữa hay không. Nó thật sự nó con người mình nó cũng như cái tu như cái bệnh, mà cái bệnh cũng như cái tu mà thôi. Cho nên bây giờ nếu đồng đạo chúng ta mà muốn tu thì được thầy nói đến chừng sấm nổ giang thinh e bá tánh ăn năn đã muộn, hay là đến chừng đó rồi chúng ta ăn năn được hay không. Nó cũng như đến chừng đó rồi bây giờ chúng ta đau mà chúng ta không đi uống thuốc đi, chúng ta ở nhà chúng ta tu với quý vị nằm lì ở nhà đi ha, thì bệnh làm sao hết được, thấy không? Cho nên muốn hết bệnh là phải uống thuốc, và muốn tu thấy được cái thiên cơ mà Đức Thầy đã nói sau này đó thì chúng ta phải cố gắng mà lo tu đó. Chứ bây giờ quý vị đừng có nói rằng ngày mai hay ngày mốt hay năm nay hay qua năm kia gì đó, thì cái chuyện đó thì A Di Đà Phật mình đừng nên bàn, mà mình phải bàn làm sao mình muốn gặp được hội Long Dân hay là hội Long Hoa, hay là muốn gặp muốn nghe tiếng sấm nổ, hay là muốn ở Dầm Nao ông mà sấm nổ rằng là ông xấu đó ông nổi lên, thấy không? Thì bây giờ mình phải tu mình mới gặp được. Bởi vì quý vị biết đó là cô bác anh chị nó có nói cái mẫu chuyện đó, cái ngày mà sấm nổ rồi đó là ông là xấu ông mà nổi lên rồi đó là người tu đi trên lưng không à, còn tất cả những cái người mà hung ác đó họ vô mà bụng nó chèo hết trơn. Quý vị thấy rõ ràng rồi, mà bây giờ chúng ta chỉ nghe mà chúng ta chỉ hối thúc coi công việc của Phật của Thánh không được, thấy không? Đó, bây giờ giả sử cô bác anh chị mình anh nhớ chỗ này nè mà mình tu được à, bởi vì bây giờ lỡ cơ rồi, nghe không? Lỡ cơ người ta nghèo quá đó, người ta phải mua tạo bán tầng để người ta làm sao cho một số vốn, rồi trong cái số vốn đó thì mình giàu được á, mình mới thấy cái trong nhà mình mới có sắp vàng hay là có những cái phương tiện gì để mình sinh sống đến cái ngày tuổi già. Còn bây giờ đồng đạo chúng ta bây giờ mà nghe anh em là bạn đạo rồi này kia nói rồi như là tôi đừng nói tới ai hồi xưa nè, cái ông mà ba tôi chưa tu gì nó chứ đừng đấy, nó tới năm 2000 cái hối thấy mồ luôn, nó thôi bây giờ gắng tu gắng ăn gắng uống đi, gắng bán đồ đi ăn đi để thôi tới chừng năm 2000 rồi chết hết lấy gì ăn, không? Chết hết lấy gì ăn. Mà bây giờ quý vị thấy cái lời nói của một ông già đâu đâu mà thấy, quý vị thấy hôm nay đó, cái 2000 năm tới bây giờ là 2022 năm rồi, thì cô bác anh chị mình thấy lúc bấy là mấy chục năm sau rồi đó, phải không? Nó mấy chục năm rồi, mà hơn nữa là nhiều ông chú ông cả ông dưỡng tôi nói nhiều ông già hồi xưa đó nghe ngoại nó kể lại đấy, cái thấy đời khổ như là đời khổ hồi xưa đây, mà đâu phải như hồi xưa khổ như bây giờ đâu, phải không? Mà thấy đời khổ hồi xưa thôi, nhưng mà con cái thì trong nhà đó đốc bán đồ trơn trời à, bán ra đơn hết rồi lấy vợ cái gì, thấy không? Cũng như bây giờ đồng đạo chúng ta cũng thế, mà bây giờ mấy vị muốn mà là hưởng hạnh được cái hạnh phúc sau này mà Đức Thầy đã ban đó, bây giờ chúng tôi cũng nghe nó là về sau này nè, ở trên bây giờ đó là ở thành phố thì quý vị thấy nó rõ ràng là vui sướng dữ lắm rồi. Ở đây mà thầy nói trong thành phố đây giống nói đâu xa, mà Tứ Thánh nói chứ không phải mình hôm qua nói nữa. Tứ Thánh nói rằng Sài Gòn gia đình ai ngờ nước đâu là lại lỡ bờ nước cây đó, thấy không? Quý vị thấy không, nó tới đất Sài Gòn mà còn phải có nước nó là rung chuyển là biển động để mà nước là ngập cây cối hết đó, quý vị thấy nè. Đó những gì đó là những cái thiên cơ mà Đức Thầy đã nói cho đồng đạo chúng ta gắng mà tu, các vị Phật Thánh nói người ta để mà ta tu thôi, chứ không phải các ngài nói thiên cơ để mà hù dọa mình. Nó cũng như đó, trong giảng Đức Thầy thì quý vị đọc trong bài Thiên Lý Ca coi, quý vị thấy rõ ràng, thấy không? Đó, đọc đâu ra có những cái thiên cơ Thầy đã nói trước cho mình hết rồi, nói để gì, nói để là đem cái thông điệp đó để mình nhắc nhở con ơi, đây là cái thằng đời đã khổ nè, sắp tới rồi ha. Đó, là mà cái mà chuyện mà khổ khó ở thế gian này nó rất là bi đát sau này, thì cô bác anh chị ơi nha, mình nói không phải nói nghe mà rùng mình rỡ ngốc luôn nữa chứ đừng nói đây thầy như thầy nói đi nha. Thầy nói là nước kia lửa nọ tưng bừng đó, ở phía trước đó, thì
nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lại lừng nặng thai, có nghĩa là nước đất nước nè, lửa nè. Giả sử hồi quý vị biết sao có lửa với nước không? Là tại vì là giặc là ở biển Đông nổi dậy, thấy không, rồi núi lửa nó chạy ra, thấy không, rồi là nước dưới là ba cái tinh dầu nè, nó là mấy mà trôi lên đi, chạy tràn lan hết đi, rồi thành ra phải có là nước lửa. Các quý vị thấy có nước lửa là thì cổ lắm. Bởi vì đó thầy nói rồi, mình đừng có mong cho sóng nổ đi nha. Bây giờ phải tu mà, chứ năm mong cho sấm nổ không được đâu. Bởi vì ông ba ông nói rồi, chừng mà sấm nổ là một cái ình rồi đó, là dần nam cộng thịnh rồi. Cô bác anh chị ơi, tới dần nam cộng thịnh rồi, quý vị biết sao tu đây nha. Mà muốn thấy được cái biển dầm nao đồng thịnh đó ha, là sấm nổ biển dầm nao đồng thịnh, là chúng ta phải tu bây giờ đó. Bây giờ tu mới được, chứ còn quý vị đồng đạo chúng ta để tới ngày mai ngày mốt mà chúng ta tu không có được đâu. Quý vị thầy nói đó, đời cùng mà, cái thầy nói rõ ràng rồi, đời này là đời cùng. Mà Đức Thầy ra hồi năm 39 năm, Đức Thầy nhận thức rằng trong cái thế kỷ hạ quân hạ này đó, nó đứng đúng đúng vào thời gian là 2020 mấy này mà thôi. Nghe không? Bởi vì nó không qua tới là 3000 năm, nghe không? Nó chỉ có 2000 năm, 20 mấy ngàn năm sau này mà thôi. Đó thì quý vị gắng tu đi. Đó, giả sử còn trẻ nè, đồng đạo còn trẻ nè, tu ngon lành nè. Bây giờ đồng đạo nè, mà trẻ mà 19, 20 tuổi mà phát tâm mà tu hiện giờ đấy ha, thì con tôi tin tưởng rằng đó là 10 người ha, là thật tâm tu, là nữa là chọn 10 người hết á. Bởi vì quý vị đã hiểu được giáo lý quyền bí của Đức Thầy trong cái ngày hôm nay rồi, quý vị gắng tu đi, đợi cho đến gần 2030 đó ha, thì quý vị sẽ thấy cái sự đúng hay không lời Thầy đã nói. Vì vậy Đức Thầy nói trong 2000 năm sự biến thất sơn, biến thiên, biến địa, biến nhân mới thay đời. Mà bây giờ nó 2022 năm rồi, thì quý vị nói thì nó xa lắm nghe. Mà trong cái dòng 2000 năm trở lại đó, thì quý vị biết ở khúc nào. Đó là hai là 2034, 2035 năm tới đây. Thấy không? Đi gì là thầy đó nói tiên cơ thì mình không biết. Cho nên bây giờ quý vị đừng có trông nói rằng là đã hơn 2000 năm, không phải. Thì ở đây nó nói cái số đầu đó, và cái số đầu của nó đó là phải hồi xưa đó thì con hai số 2000, ông bà nói là 2000 năm nha. Mà bây giờ chừng nào quý vị thấy con số đầu mà số 4001, 4002 đó ha, thì quý vị mới thấy được cái con số 3, cái con số 4 đó là qua rồi, thì quý vị mới thấy đờ cái số đó. Nhưng mà không phải nha, chúng tôi tin tưởng rằng không có phải tới đó đâu. Bởi vì trong một giáp à, đó quý vị biết không, ông Đức Thầy mình nói trong đó là trong một giáp ân cần si tính, muốn làm hiền ráng nhịn đừng than, đến nay là buổi tai nạn ha, là đến nay là buổi khoa tràng minh dương xuất thế đó. Thì quý vị biết không, là tất cả những cái mảnh hổ thú lang ác này kia nọ trên núi đó bay xuống chạy xuống này kia cái nọ là để mà giết hại là những người tu hết trơn, những người mà không có tu đó ha, chết khổ thảm lắm. À, thay nằm như thể làng can, mà trong cái giảng xưa cái ông ba nó nói rồi, ủa thầy Tây An nói đó, thân thay nằm như thể làng can à, nghe không, phải như bây giờ mà chết ở nước này nhớp cho nước kia nhớp, cái quý vị không có thấy thân thay người ta chết khổ. Mà chừng nào đó hen là tới nước Việt Nam mình đó, thì quý vị mới thấy khổ. Là bây giờ tại sao chúng em nói là để cho quý vị là còn trẻ tuổi hơn tôi đó mà quý vị dám tu là chỗ này. Tại vì tôi lớn tuổi rồi, tôi chỉ tu đó để ngày mai này là đời thượng quân trở lại đó, là tôi sẽ được cùng ông bà cha mẹ tôi là hiệp hòa nhau chờ đợi năm non. Là tội tại tủ túc tôi như vậy đó, chúng tôi mới tôi gắng tu bây giờ nè, để sau này chúng tôi mới hiệp hòa nhau chờ đợi năm non. Kìa hỏi ai đó, bộ phải là phải giữ phận cho tròn, sao huynh đệ mới có ngày hòa hợp nè. Đức Thầy nói trong bài Pháp Tá Ngà rõ ràng. Thì bây giờ chúng tôi là người tu trước, chúng tôi chỉ mong sao chúng tôi là được là hành, được lập hạnh, được lập công, được bồi đức, được làm cái gì cho xã hội đời của chúng tôi đây, để ngày mai đó chúng tôi sẽ hạnh hưởng cùng quý vị. Bởi vì quý vị biết đâu, không phải mình nói đây, không phải là nói cơ, từ đây đến 2045 năm về sau ha, có số nói là 2035 năm hay gì đó vân vân, biết đâu cái ngày đó đã đến rồi. Bởi vì ở đây là không có đúng là hết cái chu kỳ 2000 năm này đâu, ổng sẽ trước 2000 năm này,
Nhưng mà thầy nói trong 2.000 năm là sử biến Thất Sơn rồi, trong 2.000 năm này nè là sử biến Thất Sơn mà không biết nó qua cái đoạn nào. Bởi vì tới 2.999 rồi đó là nó vẫn còn là 2.000. Cho nên đồng đạo chúng ta phải nhớ rằng đó, cảnh tượng thê lương ở đây đó, máu xương sông núi ở đây đó. Chúng em xin nói với quý vị là chúng em đọc tấm giảng rồi là chúng em mờ là lo dữ lắm, lo cho đời của chúng cô bác anh chị đời sau thôi nha. Còn như là chúng tôi bây giờ hiện giờ mà chúng tôi tu được đó, chúng tôi ráng cố gắng để ráng tu nữa nè. Quý vị biết không, là làm thế nào để cái sự tu tập của mình á là vững được cái niềm tin, giữ vững cái niềm tin hơn nữa. Giữ cái niềm tin của chính mình là gì? Giữ cái niềm tin của mình là phải giữ gìn giới lực ha. Thầy nói đâu rồi đây nè, là thầy nói sao quý vị biết không, là cái mà con người chúng ta giữ được giới lực rồi đó ha, thì chúng ta mới có đem lại hạnh phúc cho cái đời của mình. Mà giới lực chúng mình không giữ rồi thì khổ lắm. Mà quý vị biết không, trong đó ông ba ông nói trong cái mà giảng của ông ba đó, là ông ba nói con người sống ở trên thế gian này chúng ta hưởng trọn cái 83 cái tội là chứ phải một tội nha. Tội ở thế gian nào nó nhiều dữ lắm, tới 83 tội nè, làm sao chúng ta tránh được? Mà chúng ta tránh là gì? Đức thầy nói là tham sân si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong nha. Thì bây giờ đồng đạo chúng ta biết làm thế nào để giữ được cái lòng mình thôi, giữ được cái lòng mình. Giữ lòng mình là giữ gì? Giữ cái lòng mình là đem lại hạnh phúc, giữ gìn giới lực là mình mới thấy được cái hạnh phúc của mình đã mới được. Cũng như bây giờ đồng đạo chúng ta là tu sao thầy nói rồi, thầy nói ráng tu đem được Phật vào trong tâm, hay là người tu là phải là làm thế nào để bảo vệ được cái hành trang của nó, đem lại sự là ảnh hưởng vui mừng của chính mình hơn. Vậy bây giờ chỉ có tu thôi, có tu rồi chúng ta mới thấy được cái sự tu của mình đem lại cái hạnh phúc chung cho toàn thể mọi người. Mà tu rồi chúng ta mới thấy được cái sự là vui mừng cho đời của chủ chúng ta mà thôi. Thì mong cô bác anh chị mình nên cố gắng nha. Nghe cháu hỏi đó thì hỏi tại sao đó mà ở Trung Quốc có mưa như vậy đó, này có ảnh hưởng gì đến cái thiên cơ địch hoại hay không? Dạ. Thì đã có thật sự, bởi vì đó là Đức Chúa Giêsu đã nói rồi đó. Chúng em xin đọc lại lời của Đức Chúa nói thế này: con chiên của ta muốn thấy được cái ngày là đời hạ nguyên sắp hết đó, thì hãy nhìn lại cái cảnh đời hiện tượng, cái cảnh tượng hiện tại là nước lũ, mưa bão, đất sụp, hen là con người đã đói khổ và rất gây đau khổ. Còn hơn nữa, và hơn nữa đó, cái đời hạ nguyên này bây giờ tại sao ít cô bác tu là gì? Vì gì Đức Thầy đã nói rồi, mà người xưa nói chứ, nói mà cái đời mà sống của hiện tại này là văn minh đó, do phương Tây mà đem vô nhiều đen, thì người dân Việt chúng ta phải lúng vào cái chỗ cạm bẫy của người phương Tây đó. Người phương Tây người ta đủ cái là trò chơi để mà ta là dân cái bẫy để ta gạt cho người Việt Nam đó. Nhưng mà bây giờ ta đem cái văn minh này vô đó gì, để làm cái đầu trị, là để làm cho cái nền đạo đức của Việt Nam phải là bị giảm sụt xuống đi. Cũng như đó là người ta, ông bà ta nói đó, là Đức Thầy nói thôi. Đức Thầy nói thế này là cô bác chị mình thấy không, cái ngày mà văn minh tiến bộ đó, quý vị thấy không, đời văn minh vật chất bỏ gương xưa, nghiệp tổ tiên nữa đó, chứ phải là nghiệp của chúng, của đồng đạo mình đâu. Nghiệp tổ tiên con cháu dài bừa, học thói mới lăng loạn theo sở dục, quý vị biết đó, thấy không, thì con cháu hiện giờ quý vị thấy nó đâu phải như người Việt Nam ngày xưa nữa. Người Việt Nam ngày xưa thì cần cù chân lắm tay bùn để mà làm ăn vất vả rồi đem lại sự hạnh phúc cho cả thế giới, cho cả gia đình chúng ta. Còn bây giờ đó, cô bác anh chị mình thấy không, văn minh có không, nó đem lại cái sự không tốt không à. Đó là hồi xưa đó, quý vị biết không, ông bà cô bác đã nói thôi là tốt thì khoe, ở xấu thì tốt thì khoe, xấu thì che. Mà bây giờ thôi khỏi nói cái vấn đề tốt lành thì trơn che, nó lạ lồ thân thể trơn trời, nó bây giờ thấy rõ ràng. Cho nên bây giờ cái cảnh tượng bi thương nhất á, là bây giờ đó là mình ở bên, nói lại cho anh chị biết rằng nó bên Trung Quốc đi nha, mà có cái cảnh tượng đó không phải là năm nay đâu nha. Quý vị thấy 3 năm rồi liên tiếp rồi, 19, 20, 21, năm nay là 22, là nó 3 năm rồi liền lạc. 3 năm là mưa một lần đó, nó thật với cô bác chị đó,
mà nghe lại kỹ đi, phải cái hồi xưa trước đó là muôn lần tháng, 2 tháng, 3 tháng nhưng mà chiến rồi này nè, chiến rồi trước trước chiến này nè ha, quý vị thấy đó là mưa 4 tháng liên tiếp, thấy không? Thì quý vị thấy không? Trời mới có lũ lụt, lũ lụt mới là 4 tháng liên tiếp nè, rồi quý vị thấy có dòng sông máu rồi, nữa. Rồi cái dòng sông ở dưới là máu, rồi mặt trời là máu nữa. Màu đỏ. Dòng sông đỏ, máu đỏ, cái gì nó cũng có ra cái hiện tượng hết á. Rồi khi mà mưa bão rồi cái mưa, bây giờ quý vị thấy không, bây giờ mưa đá là triền miên nữa. Đó bây giờ nói cho không phải nói là như quý vị thấy không, cái nước Mỹ đó người ta là cái này, là xe của người ta thấy không, là cái đường nó lắm bon vậy đó, mà mưa xuống rồi quý vị thấy người ta đậu cái xe đó đó, rồi cảnh tượng mưa bên Mỹ đó là mưa đá đó, cũng như là cái lộ mà chưa có đổ nhựa vậy đó. Lũng lỗ đó, là lũng lỗ là một, thứ hai nữa là đá mưa mà trên trời mưa xuống đó, thì giờ mới cảnh tượng nó là không thể nào mình tả nổi cảnh mà cái lộ đó trơn có hết mưa rồi thì ổng khô lại rồi thì mới thấy cái nhựa được, chứ còn cái đá này là dòm như là độ ta mới đổ đá mà thôi, quý vị thấy không? Cảnh tượng mà đá nào hôm nay hôm nào tổ bố luôn, chứ không phải đá nhỏ đâu, đá mà nó phải nói mình là cô bác anh chị mình thân, mà có mưa ở trong miền tây mình gọi chắc ba cái nhà mà đập thiết của mình chắc lũng hết trơn rồi. Có gì thấy rõ ràng không? Mà những cái cảnh bi thơ đáp đó là ở đó là mới cảnh báo mà thôi. Trời Phật là thà là Bồ Tát cái là cảnh báo cho đồng đạo mình mà thôi. Mà bây giờ đồng đạo chúng ta không chịu tu nữa ra thì quý vị thấy được cái gì ở trên núi Hồng? Bây giờ nè, sau bảy núi lầu son nè. Thầy nói rồi, bây giờ nói để kết thúc cái đề tài là cái mà cảnh tượng có hay không đây. Đó, thầy nói rồi, sao mà chừng nào mà bảy núi lồ trên núi mình, trên núi ông đấy, mà chừng bảy núi lồ lầu son lộ vẻ thì người già quá trẻ dân ơi. Thấy không? Tại sao bây giờ mình muốn tu mà mình do mình ngày sau mình được trẻ lại, mà tại sao bây giờ mình không tu rồi sao không thấy được? Mà chừng nào mà thấy được ruột năm non, cô bác anh chị ha, hãy tu đi mới thấy được cái ruột năm non ha, mới có cái đức thầy nói đó, rừng bây giờ là rừng lá cây không ăn, không có gì hết á, mà sau này là châu báu nhóc hết trơn rồi ha. Thì bây giờ mình muốn tu thì bây giờ đồng đạo sao mà bây giờ ta mình giờ mình cha trong đời tới làm gì ha, mà đức Phật ngày nay đã nói rồi ha, đừng trong đời tới mà tan thành cái thay, khổ lắm cô bác ơi, nghe không? Đó là đá mà nổ ra chạy cái rồi từ đó là trong núi mà chạy cả tới bốn cái con thẻ thì biết quý vị thấy con người ta như thế nào rồi. Đó là lời con bà xưa nói đó. Đúng rồi. Cho nên bây giờ mình phải cố gắng đi nha. Bây giờ muốn cô bác mình muốn thấy được cái hội Long Hoa, em Út xin trao đổi với quý vị đó, muốn cô bác anh chị mình mà muốn thấy được cái hội Long Hoa thì đồng đạo chúng ta hãy lo tu. Mà muốn thấy ruột năm non có đền vàng điện ngọc hay không đó thì đồng đạo chúng ta phải tu bây giờ, nhất là đồng trẹp đạo trẻ đó ha. Chẳng tô tụ tu thì nó sự thật thì như tôi giờ lớn rồi, tầm năm nay quý vị biết không, 76 và ít bữa nữa này, năm nay 76 rưỡi rồi ha, thì 78 này 80 rồi tới đâu ha. Nhưng mà coi chừng rồi nha, những đồng đạo mà có cái phương tiện hay không phương tiện tu tập là có chừng mấy vị thua tôi nha, biết đâu này đến gần đây thôi ha, thiên cơ đã định rồi ha, là vì máy thiên cơ một phút mỗi thai mà cô bác chị sửu dần nè tới rồi đây nè, hay là qua trải qua bao nhiêu năm tới đây nó đi vào một con giáp nào đó nó gần thúc bên rồi sao phải không? Thành ra bây giờ thôi giờ gắng tu đi, chúng ta gắng tu để mà gì, tu để mà tránh cái khổ mà thôi. Tu để sau này đồng đạo chúng ta thấy được cái là lầu đài là cát ngọc của Đức Phật đã ban cho nước Việt Nam mình. Thì Đức Thầy nói rồi, lầu đài núi Cấm Lộ Nai Mai. Thì bây giờ đồng đạo chúng ta nên nhớ chủ Nai Mai này mà tu đi. Chứ đừng có hỏi rồi 2 năm, 3 năm gì trơn mà hãy cố gắng cho nói cái chữ này nè. Chứ quý vị biết cái nào có ngày mai không? Mà Thầy nói lầu đài núi Cấm Lộ Nai Mai ha. Bây giờ là chúng ta phải tu đi để mà chúng ta thấy được lầu đài núi Cấm đó. Bây giờ người tu Phật giáo hảo mà nói không phải nói nha cô bác, đừng có buồn nghe không,
nếu mà đồng đạo trẻ hay nhỏ tuổi hay lớn tuổi gì mà nghe được lời thầy dạy rồi, trong cái thiên cơ, cơ tiên tri tiên đoán rồi đó, thì đồng đạo chúng ta hiện giờ phải tu đó, vì thầy đã nói rồi, tu kiếp kiếp nếu không có trễ, chừng đấu đầu có kiếm điên khùng. Chứ chớ chừng đó rồi chúng ta không thấy được thầy đâu cô bác anh chị ơi. Thôi giờ chúng em cũng muốn trao đổi với cô bác anh chị trong cái phần này chỉ có bao nhiêu thôi. Như cháu Quốc Thành hỏi đó, điềm trời ở Trung Quốc như vậy có thể là ổng có thể là biểu hiện lại một cái gì do tâm ác của người của một cái của một quốc gia đó hay là không? Trong quốc gia đó có người nào làm ác hay không? Là cảnh báo cho nhân loại và cảnh báo rằng biết rằng nước Trung Quốc hiện giờ là chủ tịch Tập Cẩm Bình là một người là ác nhất của thế gian. Cho nên bây giờ đồng đạo chúng ta phải tu để chúng ta tránh ra cái sự khổ. Miếng này bây giờ là bởi vì biết không, bây giờ biết làm sao mà nước Việt Nam mình là được ảnh hưởng vui như vậy không, là gì? Chúng ta nhờ được cái hồng ân của giống hồng lạc. Dầu các vị mà chính phủ nào lên rồi thì người ta cũng biết cái đức lành của giống hồng lạc ngày xưa như thế nào rồi đó. Rồi người ta chỉ hiếu hòa không, chứ ta không có hiếu chiến. Mà tất cả những cái người mà tướng lĩnh hiện giờ quý vị thấy không, ai làm gì đó thì tới chừng nào mà đột ngột quá người ta mới chống trả lại mà thôi. Cho người ta không muốn là để gây chiến cho trên thế giới này nó đau khổ nữa. Đó, cho nên bây giờ đồng đạo chúng ta thấy được cái người Việt Nam của chúng ta, chủ tịch nước của chúng ta, hay là nhà quân đội của chúng ta, hay là dân dân của chúng ta là những người yêu nước, thì bây giờ chúng ta phải cố gắng để mà tu đi. Đức thầy đã nói rồi, tu cầu gia đạo vuông tròn, hay là tu cầu là an, tu cầu yên nước lợi nhà. Quý vị biết không? Tu cầu yên nước lợi nhà. Bây giờ mình tu làm sao cho đất nước của mình được yên lành mà thôi. Chứ chúng ta không cần phải đời tới mà chúng ta mới tu. Vì thì mong cô bác anh chị mình hai chữ đời tới này, sợ nó đi mà gian nó ra đi, rồi chúng ta gắng tu đi. Để chúc cho quý vị đó là luôn luôn sống vui, sống khỏe, sống hạnh lạc trong cuộc đời của chính mình. Như lời Đức Thầy chúng tôi đã dạy là tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Mà tâm bình tĩnh được rồi thì tôi tin tưởng rằng ngày mai quý vị sẽ thấy được lầu đài núi Cấm Lộ. Nay mai chúc quý vị thành công trong cuộc sống. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Thì cảm ơn Quốc Thành, rất là cảm ơn ông ba đã chia sẻ những lời vàng ngọc đến tới bà con, đến tới cộng đồng mạng và anh em ở đây chúng con. Thì con xin chúc ông ba và tất cả mọi người là thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành và tu hành đến ngày thành công viên mãn. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật.